Chào các con, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con tiết công nghệ lớp 8. Phần trước tiên, chúng ta sẽ kiểm tra lại bài cũ. Câu số 1. Kể tên các loại hình chiếu và cho biết hướng chiếu tương ứng của chúng. Câu số 2. Hãy cho biết vị trí của các hình chiếu ở trên bảng vẽ kỹ thuật. Các con hãy tự kiểm tra lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đã học để thực hiện bài thực hành hình chiếu của vật thể. Bài thực hành này các con cần chuẩn bị các dụng cụ vật liệu như sau. Thứ nhất là dụng cụ, các con cần có thước, eke, gâm ba, bút chì, tẩy. Vật liệu gồm có giấy vẽ của A4. Ngoài ra còn có vở bài tập và giấy nháp. Nội dung bài thực hành như sau. Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Đánh dấu X vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bảng vẽ kỹ thuật. Như vậy, ở bài thực hành này chúng ta có hai nội dung. Trước hết là các con hãy đánh dấu X để chỉ rõ sự tương ứng giữa các hình chiếu 1, 2, 3 so với các hướng chiếu A, B, C. Và yêu cầu thứ hai là các con hãy vẽ lại ba hình chiếu 1, 2, 3 này trên bảng vẽ kỹ thuật theo đúng vị trí hình chiếu mà chúng ta đã được học. Chúng ta sẽ thực hành theo các bước như sau. Bước 1. Đọc kỹ nội dung bài tập thực hành. Bước 2. Kể bảng 3.1 vào vở và đánh dấu X vào ô đã chọn trong bảng đó. Bước 3. Vẽ lại 3 hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng ở trên bảng vẽ. Và bảng vẽ này chúng ta sẽ thực hiện trên giấy A4. Và có lưu ý là trên giấy A4 này, chúng ta sẽ bố trí phần chữ, phần hình thật là cân đối. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước thứ hai là đánh dấu X thể hiện cái sự tương ứng giữa ba hình chiếu 1, 2, 3 với các hướng chiếu A, B, C. Các con tự suy nghĩ và thực hiện. À, như vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem các con đã làm có đúng hay chưa ha. Đây là ba mặt phẳng chiếu và đây là cái nêm. Bây giờ chúng ta sẽ xem tương ứng với ba hướng chiếu thì chúng ta sẽ có hình dạng của các hình chiếu trên các mặt phẳng chiếu như thế nào. Đây chính là hình chiếu đứng. Và đây là hình chiếu cạnh. Và cuối cùng là hình chiếu bằng. Như vậy đến bây giờ các con đã kiểm tra lại được kết quả của mình chưa nè? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra ha. Như vậy, hình chiếu 1 tương ứng với hướng chiếu B. Hình chiếu 2 tương ứng với hướng chiếu C. Và hình chiếu 3 tương ứng với hướng chiếu A. Như vậy là các con vừa thực hiện nội dung thứ nhất của bài thực hành.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nội dung thứ hai là vẽ các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật. Thì để vẽ các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật, chúng ta cần phải biết kích thước của các cạnh. Thì trên hình, cô đã thể hiện các kích thước theo đơn vị mm. Và để vẽ các hình chiếu, các con sẽ chuẩn bị một tờ giấy A4 và bên góc dưới bên phải, các con sẽ chuẩn bị một bảng tên. Thì ở bảng tên này chúng ta sẽ chia ra các phần giống hệt như trên cái hình mà cô đang chiếu cho các con xem. Các con lưu ý, ở cái ô người vẽ thì có một ô cống trống bên cạnh, thì các con sẽ ghi họ và tên của mình. Và ở góc cuối cùng, ở phía bên phải, các con thấy có lớp, thì các con ở lớp nào các con sẽ ghi rõ ra. Các con ở lớp 81 thì ghi 81, 82 thì ghi 82 ha. Và sau khi chuẩn bị cái bảng tên xong thì chúng ta sẽ vẽ các hình chiếu trên bảng vẽ. Và các con lưu ý là phải vẽ đúng kích thước. Như vậy chúng ta vẽ hình chiếu đứng. Chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta có hình chiếu cạnh. Và hình chiếu bằng. Và các con thấy là hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng đang sắp xếp theo đúng vị trí mà chúng ta đã được học ở bài số 2. Như vậy ở đây là phần hướng dẫn, còn các con sẽ phải thực hiện. Và trong khi thực hiện vẽ lại thì các con lưu ý là ban đầu chúng ta chỉ vẽ bằng nét mảnh thôi. Sau khi chúng ta đo đạc lại các kích thước và kiểm tra lại chính xác rồi thì các con mới tô đậm các cái đường viền của các hình chiếu. Như vậy thì cái bài thực hành mà chúng ta vừa được nghe hướng dẫn thì các con sẽ về nhà hoàn thành, và sau khi hoàn thành xong thì các con sẽ chụp lại hình và nộp bài trên hệ thống Elenin. Thầy cô sẽ chọn một vài bài để mà chấm lấy điểm. Sau khi các con hoàn thành xong cái bài thực hành này thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết học sau. Là các con sẽ đọc trước bài số 4, bài bản vẽ các khối đa diện. Cô rất là cảm ơn các con đã lắng nghe tiết học hôm nay. Tạm biệt các con.